Lê Dương Bảo Lâm quán quân Cười Xuyên Việt mùa đầu tiên, vượt qua nhiều vòng thi với thành tích tốt và giành được chiến thắng. Chất diễn hoạt ngôn, hài hước là một cây hài có tương lai rộng mở. Bên cạnh đó, anh còn được ví là thánh livestream khi liên tục nhận những dự án bán hàng online trên mạng xã hội. Lê Dương Bảo Lâm sinh ngày 11 tháng 7 năm 1989 tại tỉnh Đồng Nai. Anh sống trong một gia đình thuần nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tới mùa nào là dựa vào mùa đó để sống, bữa ăn lúc no lúc đói. Anh từng đi biểu diễn thổi lửa để mưu sinh kiếm sống trước khi tham gia và đạt thành tích quán quân Cười Xuyên Việt năm 2015. Thành công này đã mở ra rất nhiều cơ hội cho anh, được khán giả yêu mến và được người trong nghề đánh giá cao năng lực. Ngay khi giải thưởng chưa kịp nguội, anh đã tích cực tham gia đóng phim, diễn hài để trau dồi kinh nghiệm tìm kiếm cơ hội đi xa hơn trong lĩnh vực diễn xuất. Nhờ tài năng cùng cách diễn dí dỏm, cống hiến hết mình cho nghệ thuật nên anh rất được yêu mến. Ban đầu anh nhận show đều đặn về sau bị giảm lại. Tuy nhiên, nhờ việc được khán giả yêu mến và trang cá nhân của anh có lượng người theo dõi đến hơn 800.000 lượt follow, anh được mời đăng tải status cùng livestream bán hàng. Ban đầu làm còn khá lo sợ vì công việc này có hai mặt, số hàng hóa trên thị trường ngày nay dễ nhái, kém chất lượng nếu review sai sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng rất nhiều. Anh cùng vợ đến tận nơi sản xuất để kiểm chứng mặt hàng, cũng như thử trải nghiệm để đánh giá sản phẩm có an toàn hay không. Mỗi lần anh livestream lượng người xem rất đông, việc bán hàng online cũng diễn ra nhiều hơn. Anh được đặt cho cái biệt danh là Thánh Livestream. Không dừng lại ở đó, anh còn tham gia đóng phim và là khách mời quen thuộc trên nhiều game show truyền hình nổi tiếng như Người Bí Ẩn, Nhanh Như Chớp, Việt Nam Tươi Đẹp. Nghề tay trái livestream bán hàng là kết hợp sự hóm hỉnh và tài ăn nói được vận dụng hết cỡ trong các buổi nói chuyện online đã giúp anh nhận được nhiều sự chú ý và theo dõi từ mọi người. Tuy nhiên, vô tư ăn nói lại trở thành vô duyên và gây ra nhiều họa cho anh, gây bức xúc trên mạng xã hội về những phát ngôn ồn ào của mình. Trong chuyến ra nước ngoài, anh quay clip một đứa trẻ ăn xin da màu, những tưởng anh sẽ nói những điều cảm thông nhưng ngược lại, gây phẫn nộ khi bình luận rằng muốn bắt về để quảng cáo kem, điều này khiến rất đông cộng đồng mạng nghe thấy rất tức giận. Trong một clip khác, quay lại cảnh anh trò chuyện cùng một nhân viên người nước ngoài, anh đã có những lời lẽ cợt nhã cùng giọng điệu cười khoái chí, chê bai người khác con quỷ đó nói giới thiệu mỹ phẩm là trắng da, đẹp da, sáng da mà quý vị xem mặt nó như cô hồn. Chính những lời lẽ thiếu tế nhị này đã khiến anh bị mọi người lên tiếng tẩy chay, ném đá dữ dội. Vì sự kém duyên của mình, anh không ít lần bị khán giả quay lưng. Đầu năm 2019, Lê Dương Bảo Lâm bị Facebook chặn mọi tính năng chia sẻ, bình luận, yêu thích vì liên tục có những hành động, phát ngôn bị chê bai nhiều hơn là khen ngợi. Ngoài là một diễn viên hài lém lĩnh, Lê Dương Bảo Lâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình đẹp cùng người vợ xinh đẹp như hot girl của mình. Trước khi có mái ấm hiện tại với cuộc hôn nhân và chào đón đứa con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu, anh và Quỳnh Anh đã có chặng đường 7 năm yêu nhau với bao cách trở và khó khăn. Được biết, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã cho nhau những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Trong khi Bảo Lâm đang lân la tiếp cận e gái của Quỳnh Anh, còn cô nàng thì nghĩ anh chàng chảnh chọe. Nhưng cái duyên đã đưa cặp đôi đến gần với nhau và gắn bó cho đến tận bây giờ. Đồng hành cùng nhau từ thời chưa có danh tiếng đến lúc được mọi người biết đến nhiều, và dù công việc của anh hay tiếp xúc với người đẹp, nhưng Quỳnh Anh lại luôn tin tưởng vào chồng mình vì cô thấu hiểu được tính cách của anh. Vì là một diễn viên hài, với cách nói liến thoắng cùng ngoại hình có chút bóng bẩy, nhiều người cho rằng anh không được thẳng và còn khuyên Quỳnh Anh đừng yêu anh. Nhưng chị vẫn tin anh và hiểu rõ người mình yêu như thế nào. Trong chương trình Vợ Chồng Son, Quỳnh Anh đã khẳng định giới tính của chồng mình là men hoàn toàn đập tan sự nghi ngờ bấy lâu nay của mọi người. Vợ chồng anh có hai bé gái, Bảo Như 3 tuổi và Bảo Ngọc 10 tháng tuổi. Hai ái nữ được nhiều người nhận xét là bản sao của bố Dương Lâm, càng lớn lại càng xinh xắn, dễ thương và thường xuyên được bố mẹ đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu lên mạng xã hội. Trước đó, anh đã từng chia sẻ con gái đầu chào đời thiệt thòi trong điều kiện khá khó khăn về kinh tế. Vì thời điểm đó anh chưa được thành công như bây giờ nên luôn phải tiết kiệm mọi chi phí hiện tại. Với sự ổn định về tài chính, sự nghiệp nên vợ chồng anh muốn bù đắp thật nhiều cho hai thiên thần nhỏ. Anh chọn bệnh viện quốc tế có đầy đủ cơ sở vật chất tốt nhất để sinh con gái thứ hai Bảo Ngọc. Mái ấm hạnh phúc của anh được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Giờ đây, Quỳnh Anh ngoài là người vợ đảm đang thì kiêm luôn chức trợ lý cho chồng, đồng thời cũng là tài xế xe vì Bảo Lâm không biết lái xe ô tô. Anh cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có vợ luôn bên cạnh, là chỗ dựa tinh thần giúp anh vượt qua nhiều điều khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống. Anh đã góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình và phim điện ảnh như Kẻ Bội Tình, Vốn Hoài Ước Mơ, Trại Cá Sấu, phim Trường Ma, Nghiệp Vụ Chân Dài, Hợp Đồng Định Mệnh, Bí Mật Quý Ông. Anh thu hút khán giả nhờ vào các game show truyền hình như Cười Xuyên Việt, Ơn Giờ Cậu Đây Rồi, 100 triệu một phút,
Siêu Bất Ngờ, Hội Ngộ Danh Hài, Đấu Trường Tiếu Lâm, Bảy Nụ Cười Xuân, Người Bí Ẩn 2015, Người Bí Ẩn 2019. Nhanh như chớp, nhanh như chớp nhí, cao thủ đấu nhạc, ngạc nhiên chưa? Đúng là một đôi, Việt Nam tươi đẹp. Ô hay gì thế này? Thách Thức Danh Hài 2015, Ký Ức Vui Vẻ, à, đúng rồi, Quả Cầu Bí Ẩn 2019, Nhanh Như Chớp 2019. Khi tại thách đấu 2019.202, chọn ngay đi, chọn ai đây? Sao Hỏa Sao Kim, ai là bậc thầy chính hiệu và đổi vui lắm nha, Ký Ức Ngọt Ngào, cơ hội đổi đời. Hãy like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nhé.